Sau Hàng Nhà Tàu Điện xin chào tất cả các bác. Trên clip này thì em có cái chương trình khuyến mại nhân cái dịp chào mừng kỷ niệm 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, và cũng để tri ân cảm ơn các bác khách hàng đã ủng hộ shop. Bên em có cái chương trình khuyến mại giảm giá sâu, mua máy rửa bát tặng kèm chiếc lọc không khí. Các bác nào đang có nhu cầu về máy rửa bát thì các bác có thể xem clip này. Các bác làm một chiếc, giá thành vẫn như em bán ngày những ngày bình thường các bác nhé. Chứ không phải là bảo là tăng giá để rồi khuyến mại như là một số trường hợp khác đâu ạ. Bên em bán có như nào thì nó là như vậy. Vì bên em thực sự hàng còn rất là nhiều. Đấy, rất nhiều, cho nên là cũng vào hè rồi. Cũng muốn là hàng nó được lưu thông. Cho nên là các bác nào đang có nhu cầu thì đây nó là cái khuyến mại thật sự, chứ không phải là treo đầu dê bán thịt chó các bác nhé. Đây là khuyến mại thật sự, những con máy rất đẹp. Những con máy, đây là con TL6 đây các bác này. TL6 rất đẹp nhé, con này mã số 36, các bác đã xem clip em đăng lên rồi đấy. Em đăng lên bán là 4.4 triệu, bảo hành 1 năm. Thì hôm nay em vẫn bán giá 4.4 triệu như vậy. Và em tặng kèm các bác một cái chiếc máy lọc khí sáp này rất đẹp luôn. Chiếc lọc khí sáp này thì giá không hề rẻ các bác nhé. Không phải là hàng vớ hàng vẩn, lỗi lầm tặng các bác đâu, mà đây là những cái con máy rất đẹp đấy. Đây, chiếc này các bác nhìn sản xuất năm 2015 nhé. Nó phù hợp cho các bác dùng được vào phòng khoảng 15 đến 20 mét vuông đổ lại. Một con sáp tháp rất là đẹp. Đây, các bác muốn mua lọc khí, mình tự dưng mình được một con, à mua máy rửa bát được con lọc khí thì còn gì bằng ạ. Đây là đương nhiên là em nói với những bác có nhu cầu mua máy rửa bát. Còn những bác nào mà mua rồi thì đương nhiên thì mình có thể giới thiệu giúp em. Đấy, giới thiệu giúp em các bác nhé. Xem có anh em họ hàng bạn bè nào mà đang có nhu cầu mua thì các bác giới thiệu giúp shop. Đấy, để bên em bán được hàng và anh em bạn bè của các bác cũng có được những cái chương trình khuyến mại nó rất là sâu như thế này. Đấy, tầm này bán thì không còn tính gì chuyện lợi nhuận các bác nhé. Mùa hè đến rồi bên em bán còn nhiều hàng bán cho các bác. Đây, giá 4.4 triệu các bác nhá, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Các bác lưu ý là máy rửa bát Nhật này nó chạy điện 100V, các bác phải mua biến áp nhá. Đấy, còn cái con lọc khí này em đấu biến áp điện 220V sẵn rồi. Đấy, phí vận chuyển là các bác phải tự trả cho em nhá. Máy rửa bát này và lọc khí, máy rửa bát này đi vận chuyển đi toàn quốc là hết 100.000, lọc khí này là 80.000. đấy, các bác tự trả tiền vận chuyển ạ. Bên em khuyến mại rất là sâu rồi, cho nên sẽ không còn cái chương trình giảm giá hay là bao ship hay bất kể một cái gì nữa các bác nhé. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu thì các bác alo cho em. Con TL6 rất đẹp đấy, mời các bác xem này. Không mải quay không nói bên trong, đây bên trong nội thất rất đẹp các bác nhé. Đấy, là những con máy đẹp. Đấy, những con máy đẹp các bác nhé, không phải là máy xấu đẩy hàng nhé. Đấy, những con máy rất đẹp luôn. Đầu hồi các bác nhìn này, rất đẹp luôn nhé. TL6, series máy là 00454, đời 2014, đầu hồi các bác nhìn đẹp chưa? Bên này cũng rất đẹp nhé. Một vết xước nhỏ xíu sơn vẫn nguyên, chất bà em cũng không sơn lại mà làm gì nhé, một tí tí thôi. Đấy, còn các bác nào thích thì có thể phải một tí sơn vào đây, hoặc dán cái tem gì đó tùy, nhưng đó là đúng nguyên. Đấy, đẹp luôn. Chào các bác nhé.